chia sẻ một bài hướng dẫn trang điểm mắt không quá đậm nhưng lại tạo hiệu ứng làm to đôi mắt tối đa. Đây cũng chính là bộ trang điểm mắt mà tôi đã trang điểm trong vài ngày tự chụp ảnh gần đây. Bộ trang điểm này thực sự chỉ được tôi sử dụng trong những dịp quan trọng. Ở đây, tôi sẽ chia sẻ một cách cụ thể. Vì vậy, tôi thực sự khuyên mọi người nên lưu lại, sử dụng khi bạn muốn có một sự thay đổi lớn, dành cho những lần biến hình siêu đẹp trong tương lai. Trước hết, chúng ta sẽ bắt đầu vẽ trên mí mắt ở đây. Bằng phấn mắt như thế này là cách hiệu quả nhất để làm to đôi mắt. Tuy nhiên, với những người mới, với các thao tác tay chưa được thành thạo, tôi khuyên nên chọn bảng phấn dạng như thế này. Những màu này sẽ không bị lem nhem. Về điều kiện mắt của bản thân tôi, thì mắt khá nhỏ, khoảng giữa mắt và sống mũi khá lớn. Khe mắt rất ngắn, nhưng nếu bạn nhìn ảnh này sau khi tô mắt, sẽ cảm thấy đôi mắt lớn tự nhiên, trang điểm mắt không quá nặng, rất thoải mái. Thực ra, ở đây có nhiều điểm quan trọng, tôi sẽ kể cụ thể cho các bạn nghe. Phạm vi của lớp đầu tiên được đặt phẳng, phải vượt quá phạm vi của xương mắt của bạn. Bạn có thể chạm vào vùng lõm của xương mắt của mình. Của tôi thì thực sự rất nhỏ, ngay tại vùng nếp gấp này ở đây. Phấn mắt lớp đầu tiên để tạo nền là để mở rộng phạm vi lõm của xương mắt này. Nếu bạn muốn có vẻ tự nhiên như xương hàm lớn thì nhất định phải kết hợp tốt. Nếu không chỉ là hình dáng to, vùng hình dáng vẫn còn nhỏ như trước, sẽ khiến cho trang điểm dường như rất giả tạo. Xương mắt của tôi nằm ở đây, nhưng lớp mắt đầu tiên của tôi sẽ trải dài trực tiếp xuống dưới lông mày và phạm vi phía sau cũng rộng hơn một chút, vượt qua xương lông mày một ít, đôi mắt cũng kéo dài xuống. Phấn mắt ở đây cũng mở rộng một chút. Chờ một chút, tôi sẽ kể chi tiết sau đây. Tổng thể nhìn vào là hình dáng một hạt hạnh lớn. Lớp đầu tiên để mô phỏng khuôn mặt cổ điển, còn lớp thứ hai nếu tô sâu hơn sẽ điều chỉnh hình dáng mắt, màu sắc tối cùng hệ. Đối với đôi mắt ngắn tròn của tôi tập trung kéo dài nét đầu tiên đặt tại đuôi mắt. Nếu mắt bạn không đủ tròn thì tập trung sâu hơn ở đây. Phạm vi sâu hơn của tôi nằm ở đuôi mắt, sau đó vượt qua đôi mắt một chút rồi kéo về phía trước. Tán ra đâu nhỉ? Tán ra đến giữa đôi mắt, ngừng ở độ cao khi mắt mở, vượt qua chút ít nếp mí mắt khi mắt mở, vẽ và tán viền mắt. Lấy màu nâu đậm nên gọi chi tiết của chúng ta, nét đầu tiên đặt ở đôi mắt đến vị trí tam giác. Sau đó, điều này thật sự quan trọng, dùng gọi nhỏ để tán đều vào phía trong. Xoay quanh nét viền mắt này, chỉ cần tán trong một vùng nhỏ, không bao giờ để nó tán ra xung quanh, vì sẽ tạo cảm giác bẩn. Nhìn vào đường viền mắt của tôi bây giờ, rất tự nhiên. Chất mi, tôi khuyên không nên dùng loại rất dày, vì dày dễ tạo ra tình trạng mi như côn trùng, sẽ trông rất cục mịch. Ở đây, chúng ta không cần làm cho mi dày hoặc kéo dài, chỉ cần giữ cho mi định hình thôi. Sau đó, bạn thấy nét viền mắt kéo dài như thế này, làm cách nào để nó không trông quá phô trương và hòa quyện với toàn bộ bức tranh mắt? Chính là nhờ mi giả ở đôi mắt này. Mẫu mi giả dạng cá này là loại tôi yêu thích nhất, dán theo nét viền mắt này ra bên ngoài ở 2 hoặc 3 điểm, nối gần với mi thật của chúng ta. Như vậy, liệu đường viền mắt còn trông dài nữa không? Kéo dài đôi mắt một cách rất tự nhiên. Nếu bạn còn thời gian, bạn có thể dán một số sợi lông tiên ở giữa đôi mắt. Thường thì khi tham gia sự kiện, tôi sử dụng mi dạng cá ở đôi mắt, sau đó dán một số sợi lông tiên ở giữa. Vì mắt tôi ngắn, chỉ cần dán 3 sợi là đủ. Tới phần gần đầu mắt, nếu bạn cũng giống tôi, khoảng cách giữa mắt và sống mũi khá lớn, bạn sẽ thấy dùng bút eyeliner để mở phần đầu mắt này, nó hơi giả tạo và cục mịch nếu nhìn kỹ. Thường thì tôi muốn tạo đôi mắt to hơn từ phần đầu, tôi sẽ dùng một cái cọ chi tiết như thế này, không cần màu quá đậm, màu này là vừa. Sau đó kéo nhẹ ra mắt, tán nhẹ theo đường cong của mí trên. Sau đó dùng một cọ nhỏ hơn, lấy màu nâu đậm, chú ý không để tán quá rộng. Vì vậy dùng cọ này trên bàn tay, làm cho cọ dừng lại một chút, đảm bảo phần đầu của cọ chỉ có một chút màu. Sau đó đặt cọ này theo góc nghiêng và đường cong của mí trên và chạm nhẹ chấm như vậy, chấm chấm chấm, nhìn gần cũng không cục mịch, thấy không? Và nếu nhìn từ xa, kết quả ở phía này cũng rất rõ ràng. Chỉ cần khiến phần đầu mắt này được kéo dài về phía trước bởi bóng mắt là được. Đến phía dưới của mắt cũng rất quan trọng, nếu điều kiện mi dưới của bạn còn tốt. Bước đầu tiên là tán mắt ca ra ở phần giữa của mi dưới, đặc biệt lưu ý không tán phần cuối của mi, chỉ tán phần giữa. Nếu mi trên không nhiều thì không cần quan tâm, không sao cả, dán từ sau ra phía trước. Mi giữa, cách mí chừng 2mm và dán ở đây, sau đó tiếp tục dán phía trước. Càng đi xa, mi càng hình thành một đường cong, khoảng cách với mi dưới cũng sẽ ngày càng ngắn, dán cho đến ngay dưới trái tim mắt và sát gốc mi. Hội tụ với mi thật ở đây, sau đó vẽ bóng mắt cùng màu với phần trên, tán vào phía dưới của mi giả, thấy không? Sau đó tán nhẹ ra phía ngoài, không cần đều đặn, vẫn để làm mờ phần dưới xương chân mày. Khi đó, chúng ta có thể dùng phấn má hồng để nối kết phần này, sẽ trông rất tự nhiên, sử dụng một màu nâu sẫm hơn. Vẫn là đặt bên dưới của mi giả, tán nhẹ trong một phạm vi nhỏ, sau khi dán mi và tán bóng mắt, phía dưới mi sẽ tạo ra một ranh giới rất sạch sẽ. Lưu ý rằng đây còn là một điểm rất quan trọng, phần tối màu ở mi dưới không nên kết nối với đường viền mắt. Đối với những người có đôi mắt không lớn, nếu bạn đặt lớp màu lên từng lớp ở phía này sẽ tạo cảm giác mắt rất nặng nề. Vậy tôi xử lý như thế nào? Tôi sẽ sử dụng một cây cọ rất nhỏ, chi tiết như vậy, nhúng một ít kem che phủ rất ít, sau đó tôi sẽ áp dụng một chút sáng ở phía mở của mắt, là một chút làm sáng. Sử dụng kem che phủ rất ít, bạn nhìn thấy chứ, phần này sẽ trông sạch sẽ, không có màu sắc gì, sẽ làm cho toàn bộ trang điểm mắt trông rất thoải mái. Tiếp tục sử dụng bút sáng và bóng dưới lông mi, nhấn mạnh vùng dưới mắt,
Có thể chỉ nhìn đơn thuần thế này, trang điểm mắt vẫn cảm giác khá đậm. Tôi đã hoàn thiện một bên mắt, nhưng khi trang điểm bên còn lại và sử dụng một chút phần má, thì tổng thể sẽ rất nhẹ nhàng và tự nhiên. Bạn thấy không, mắt đã to hơn nhiều. Trong phần này tôi đã giải thích rất chi tiết. Thực sự mong mọi người có thể lưu giữ cẩn thận, bởi vì đây là trang điểm mắt mà tôi chỉ dùng trong các dịp quan trọng nhất. Vậy là xong. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.